Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Kaylin Phá Mới Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Kaylin cũng đang đi làm đó các bạn, cho nên mình chia sẻ trong xe, trong thời gian chạy xe nha. Trước hết Kaylin xin chào các bạn đã trở lại với kênh. Và nếu mà các bạn chưa có đăng ký kênh thì cho gia đình của Kaylin một cái like để tình thương, để ủng hộ cho gia đình của mình nha. Thì hôm nay chủ đề là về việc làm ở bên Mỹ như thế nào và việc làm của Kaylin có gì đặc biệt hay không. Kaylin muốn chia sẻ cho các bạn. Và thì trước hết cho Kaylin xin kính chào các bạn và chúc các bạn một ngày tốt đẹp và luôn luôn mạnh khỏe cùng gia đình của các bạn nha. Bên này thì hôm nay là thứ sáu nha các bạn. Ngày thứ sáu là ngày mà Kaylin thích nhất, tại vì ngày cuối tuần á là mình ngày mai là không đi làm, ngày mai được nghỉ và chủ nhật mình được nghỉ luôn nha. Xong rồi cuối tuần này định nấu một cái món bún riêu nè các bạn. Các bạn có thích bún riêu không? Mình thì mình rất là thích bún riêu, cho nên cuối tuần sẽ nấu bún riêu ăn. Được có xin mẹ được vài ít loại rau đó, thế là mình về cái mình nấu bún riêu với lại mình làm bò né ăn nha các bạn. Thôi đã trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Cái chủ đề này á là về việc làm. Thì nói cho các bạn sơ sơ cái việc làm của mình đó là cái việc làm về phun xăm á các bạn. Cái việc phun xăm ở bên Mỹ này á hiện tại bây giờ đang người ta gọi là hot, là đang nổi tiếng, đang nổi ở bên nước Mỹ này. Thì cái lần cũng vào cái nghề phun xăm này trong thời gian cũng được 5 năm rồi các bạn. Nghề phun xăm này là nghề tay trái của Kaylin thôi chứ không phải tay phải đâu nha. Vì mình không có nhiều thời gian đó, cho nên mình chỉ làm tay trái thôi. Thu nhập của cái nghề này cũng khá ok đó các bạn. Mỗi ngày mình cũng bắt khách vào làm như là khách hẹn thôi nha. Thì các bạn ở bên Mỹ này á, người ta làm nghề phun xăm á, nếu mà họ làm môi hay là mí hay chân mày, để Kaylin chia sẻ cho các bạn về cái giá cả ở bên này như thế nào. Có Việt Nam là bao nhiêu Kaylin không biết, nhưng mà bên này á, giá cả thì cũng tùy theo nơi mình sinh sống nha. Và cộng thêm có nhiều dịch vụ mình có thể làm thêm, đó là cái dịch vụ nối mi cho khách hàng. Thì cái phun xăm á, trước hết á, khi mà các bạn đi học phun xăm thì mình phải tốn tiền, ok? Mình phải đi một cái tiểu bang khác, hay là có thể ở tiểu bang mình sinh sống á, họ có một cái chương trình mà mấy cô giáo dạy cho mình, để mình đi học thêm để mình lấy cái kinh nghiệm đó các bạn. Thì ngày xưa Kaylin cũng có đi bên Cali, Kaylin học khoảng một tuần rồi các bạn nha. Mà trong một tuần đó Kaylin học đi coi ba dịch vụ, đó chính là chân mày nè, môi và mí. Đó là tổng số lúc đó là khi Kaylin học là khoảng 4.500 đô. Thì trong khoảng một tuần thôi các bạn, thì mình phải mua vé máy bay đi qua học, rồi phải mướn chỗ mình ở nữa, đó khách sạn mình ở thì cũng tốn thêm tiền nữa. Mà đôi khi mình đi học á, mình chưa có chắc là mình sẽ về làm cái việc làm này đó các bạn. Tại vì mình thấy nó khó quá các bạn biết không. Mình chơi thôi, bây giờ mình đi học rồi mà mình bỏ thì uổng. Cho nên Kaylin nói ok, mình cố gắng, mình sẽ học về cái phun xăm này để mình có thể làm, mình kiếm tiền để cho nó vừa vốn cái số tiền của mình bỏ ra. Thì đó, cho nên Kaylin cũng vài năm trước thì cũng cố gắng học á các bạn, cứ cố gắng học một cách nào để làm cho nó đẹp hơn, rồi đủ kiểu hết. Đi học thì mình phải tập á các bạn, mình phải thật tập, chứ mình không thật tập thì mình cái tay của mình nó cứng đơ rồi, cho nên không có làm được, không có làm đẹp ấy các bạn. Khi mà học á, mình cứ suy nghĩ, mình lo lắng, có nhiều sự lo lắng á các bạn. Nhưng mà một thời gian mình làm cho khách á, một thời gian sau thì mình cảm thấy đỡ hơn, tại vì mình có cái kinh nghiệm. Thì khi mình mới bắt đầu cái công việc nào cũng như vậy hết, mình sẽ khổ với nó, hay là có thể là mình không thích cái việc làm đó. Nhưng mà một thời gian á, khi mình làm á, khi mình lại thích cái nghề này, tại vì nó rất là nhàn á các bạn. Nhìn nối mi đi, bây giờ mình đi vô trong cái phòng mình nối mi vô khách thì mình mở nhạc,
mình vừa nghe nhạc, mình vừa ngồi mình làm đẹp cho người ta. Sau khi làm đẹp cho người ta xong là ra là được một cái bộ mi đẹp, đúng không? Đó, cho nên là khách hàng họ cũng thích nữa, mà họ cũng được vui. Mà làm nối mi á các bạn, họ cho tip ngon lắm, tiền tiền bo á. Thì ví dụ một cái bộ cái độ bộ nối mi của mình làm á là như là cái nối mi bình thường là khoảng $100 trong một bộ. Thì một bộ mi này á là tốn thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ tới 1 tiếng 15 phút. Thì một bộ mi như vậy là $100. Còn nếu mà mấy cái bộ khác mà đẹp hơn nữa thì mình tính 130, 140, 150 cho một bộ mi như vậy. Thì mình tốn có tiếng mấy à. Nhưng mà mình ngồi đó mình nhàn lắm các bạn. Còn phun xăm về chân mày, môi, mí á thì nó hơi vất vả một tí xíu, tại vì cái này là sắc đẹp của người ta ấy các bạn. Nếu mà mình làm xấu, người ta sẽ xấu cả đời người ta luôn. Và không phải vài năm chứ phải cả đời. Tại vì cái phun xăm này á nó sẽ phai đi một thời gian ha. Thì cái nghề mà như là làm phun xăm á nó rất là quan trọng, tại vì nếu mà mình không có khiếu á, mình làm cho người ta không có được đẹp á thì nó cũng tội nghiệp người ta, đúng không? Thì cái việc làm này á nó hay cái là nó có tiền, mà cái phần mà hổ á thì là bị khách á, họ không được vui á thì họ sẽ nói xấu về cái tiệm của mình, hay là họ nói cho người này người kia, thì cái kinh doanh của bạn thì không được tốt thôi. Đó là cái trường hợp như vậy. Phun xăm chân mày á, ở bên này á, bên tiểu bang của mình ở nha, họ tính là 300, mình tính á, phun xăm chân mày á, họ tính là 350 đồng cho một bộ chân mày. Mỗi năm á các bạn, họ trở lại họ dặm cái chân mày của họ là khi lên tính là khoảng 150. Còn nếu mà họ đi lâu hơn thì mình sẽ tính 200, rồi đi lâu nữa thì tính, miễn là nếu mà nó phai đi thì mình sẽ tính giá trọn giá. Thì cái mí cũng mí mắt ở trên và ở dưới thì khi lên tính là khoảng 350 các bạn. Ngày xưa khi lên tính có 300 thôi, nhưng mà thấy nó vất vả quá, nó làm mình cảm thấy cực quá các bạn, cho nên mình có tăng giá lại một tí xíu, mình tính là 350 ở trên và ở dưới. Rồi còn nữa, cái môi nè, môi này là khiến mình tính là 400 đồng. Là môi thì 400 đồng, nhưng mà những cái giá mà khi mình tính á là đã dặm vô rồi, là tính tiền dặm luôn rồi đó. Tại vì làm cái nghề phun xăm này mình phải cho người ta tới trở lại để dặm lại cái chân mày hay là môi để cho nó đẹp á các bạn, chứ làm một lần không có đẹp đâu. Đó, các bạn thấy không, nếu mà có một người khách nào á mà làm hên á, mà làm cả khuôn mặt trong một ngày á, trời ơi, hốt tiền đã luôn các bạn. Nghĩ sao, cái môi là 400, chân mày á là 350, có thể tới 450, rồi cái mắt nữa 350 là trên 1000 mấy rồi, thấy không? Mỗi lần làm lận 1000 mấy, trời sướng chết luôn các bạn. Nhưng mà nó vất vả là đôi khi mình làm á mình không có ăn nè, nhưng mà cô kia khi mình cũng cố gắng, phải không? Mình cố gắng là mình cũng ăn uống đầy đủ để mình không có bị đau bao tử các bạn. Nhớ nha, nhớ ăn chứ không là bị đau tử rất chịu nha. Bên này á, khi mình thấy á, đi làm về cái phun xăm này rất là nhàn, tại vì nếu mà mình có khách hàng á các bạn, mình làm cái thời gian cho mình, với lại mình kinh doanh thì nó khỏe, cái là mình thích hẹn khách vô thì mình hẹn vô, còn không thích thì mình đi chơi đó, cho như vậy thì mình cũng thích. Với lại mình có con trẻ đó các bạn, cho nên mình thích làm gì cái nghề này, nó nhàn ha. Trong tương lai chắc có lẽ khi mình cũng làm thêm vài cái dịch vụ nữa, đó là dịch vụ massage mặt nè, làm thêm mấy cái dịch vụ khác như là làm đẹp cho người ta là khi lên khoái là thích đó, nên trong tương lai sẽ cộng thêm nhiều dịch vụ vô. Còn nếu mà các bạn mà không có kinh nghiệm về phun xăm, tại vì bạn muốn học về cái nghề khác ở bên Mỹ này, thì có nhiều người đi làm nail á các bạn, làm móng tay nè. Nhờ bộ móng tay này khi lên làm á là hôm bữa
bắt đầu làm thì quên nhiêu rồi. Tại mình làm á, lại mỗi mỗi 2-3 tuần á, cái mình vô cái mình kêu người ta fill lại cho mình á, làm lại cho mình á, thì khoảng 45 đồng tới 50 đồng cho mỗi 3 tuần mình đi á. Thì các bạn thấy trong một tiếng đồng hồ họ làm cũng khoảng bốn mấy đồng, nhưng mà tất nhiên là mấy người thợ thì họ phải ăn chia ra rồi đúng không? Còn nếu mà mình có điều kiện mà mình mở riêng tư á, mình tự làm cho mình, thì khi mình nghĩ mình sẽ có tiền nhiều hơn, tại vì mình tự mở business riêng, là mở kinh doanh riêng cho mình, thì mình không có chi phí nhiều các bạn. Còn nếu mà các bạn mà không có biết tiếng Anh nhiều á, thì bên tiểu bang của mình á, họ có cái hãng Amazon nè, hãng heo, hãng bò đó, thì mấy người không biết tiếng Anh nhiều thì vô đó làm rất là nhiều. Họ làm cũng ngon lắm các bạn, tại vì họ làm á, mà họ cần người làm á, cho nên họ cho mình nhiều thời gian làm. Như là ví dụ họ cho mình một tuần làm 40 tiếng đi, bây giờ không có người làm nhiều á, thì mình có thể làm overtime. Nó gọi là overtime là mình làm thêm á các bạn, làm thêm vài nhiều tiếng hơn nữa, thì cái tiền của mình nó sẽ gấp đôi đi, thì nó cũng hay, cũng good cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn kiếm tiền thì cũng dễ, bên Mỹ này kiếm tiền dễ thôi. Nhất là mình có siêng năng hay không, nếu mà mình làm biếng thì xin lỗi, mình không có tiền nha. Còn nếu mà mình làm giỏi như kỹ sư, bác sĩ ở bên Mỹ này các bạn, họ cần nursing nhiều lắm. Nurse là mấy người y tá, người ta cần rất là nhiều, tại vì ở bên Mỹ trừ khi mà cái thời gian mà bị COVID á, bị dịch đó, có nhiều người nghỉ lắm, cho nên là có nhiều người họ làm biếng nữa các bạn. Nói thiệt, ở bên Mỹ đó bây giờ có nhiều người cũng không muốn đi làm á, tại vì họ làm ở nhà, họ kiếm việc làm, họ làm ở nhà, họ không muốn vô công ty họ làm á các bạn. Đó cho nên mình cũng tùy theo việc làm mình thích làm cái gì thôi. Ở bên Mỹ này nhiều điều kiện lắm. Nếu mà mình có giỏi về sửa nhà, làm nhà, mấy cái đó cũng hay á. Mình có một người quen á, ảnh biết về sửa nhà, sửa điện này nọ, ảnh đi mua nhà cũ về ảnh sửa xong ảnh bán lại lấy tiền lời các bạn. Trời ơi, lời kinh khủng luôn á. Ảnh đi ảnh bán một cái căn nhà như vậy, ngày xưa ảnh mua có khoảng 50.000 thôi các bạn, xong ảnh đi sửa hết lại, cả ảnh bán 150.000 trong thời gian 3 tháng thôi á, khoảng 3-4 tháng thôi. Đó. Nên các bạn, nếu mà mình giỏi về cái phần đó là qua đây là khỏi khỏi lo, tại có tiền đi mua nhà về sửa lại cho đẹp xong bán lại cho người ta đỡ nhức đầu. Còn nếu mà các bạn còn có nhiều tiền hơn nữa thì mình đầu tư mua nhà xong rồi cho người ta mướn. Như là bên này người ta có nhà mướn B&B á các bạn, mấy cái nhà nghỉ dưỡng á, cái chỗ Airbnb người ta lo hết trơn cho mình á, mình chỉ mướn làm sửa làm nhà sạch sẽ rồi người ta tới người ta mướn, mà cái Airbnb nó còn bảo vệ cho mình nữa. Thì khi mình thấy cái đó cũng hay. Thì không ai còn gì nữa ta, việc làm có nhiều việc làm lắm các bạn ơi. Qua đây nếu mà biết tiếng Anh sơ sơ á là mình đi kiếm việc làm, thì khi mình thấy không có khó đâu nha. Còn có nhiều người mà mới qua đây mà hơi chưa biết tiếng Anh nhiều á, thì cũng có mấy cái hãng xưởng mình làm á các bạn. Rồi bây giờ Kaylin sẽ dắt các bạn vô xem cái phòng phun xăm của Kaylin một tí xíu nha, chỉ cho các bạn coi tiền phí như thế nào ở trong cái tiệm này, rồi mình sẽ dắt các bạn vào. Ok, let's go. Đây là tiệm của mình đây các bạn. Thực tế mình chia sẻ sơ sơ, đây là văn phòng của mình, văn phòng bán bảo hiểm, nhưng mà mình sẽ chia sẻ về cái phòng này sau nha. Bây giờ là mình nói về phun xăm, cho nên Kaylin sẽ chia sẻ về cái tiệm phun xăm của Kaylin. Đây các bạn ơi, đây là cái phòng phun xăm bé tí, bé tỉ, bé tì của mình đây. Cái phòng này thật sự là cái phòng mà trước đây á, là cái phòng ăn thôi các bạn. Xong rồi sau này mình chuyển qua cái phòng phun xăm, tại vì mình không có dùng cái phòng này đó. Thì đối với về tiệm phun xăm thì ở bên Mỹ này thật sự là mình không cần cái chỗ lớn đâu các bạn. Chỉ cần đầu tư thì đâu có nhiều đâu. Cái ghế cho người ta nằm, rồi cái ghế mình ngồi, rồi những cái đồ phun xăm này thôi. Thì vậy là đủ có tiền rồi.
Đó, cho nên các bạn thấy không, mình đâu có đầu tư bao nhiêu đâu, tại vì cái văn phòng của mình á là về bán bảo hiểm. Thì khi mà lúc mà Kaylin không có thời gian làm full sum á, thì Kaylin sẽ làm ở tiệm ăn trước là bán bảo hiểm. Còn sau lưng này thì mình đã có một cái phòng riêng rồi các bạn, cho mình có một cái cửa riêng, cho nên những khách hàng mà mình hẹn vô á, là họ vào trong cái văn phòng này thì mình sẽ làm full sum cho họ. Thì dĩ nhiên là chỉ làm theo appointment thôi, là làm theo khách hẹn thôi. Thì khách hàng mỗi tuần mỗi ngày là Kaylin có 2-3 người khách như vậy, thì cũng cũng có một ít tiền chi phí các bạn. Thì mình đã có trả tiền trong cái phòng này đó, tại vì mình đã trả tiền cho cái mấy cái phòng khác rồi. Mấy cái phòng tổng số là tiền rent ở đây, mướn đây rất là rẻ đấy các bạn. Một tháng Kaylin trả có 1.200 đô thôi, còn có nhiều chỗ nó sẽ mắc hơn nha. Ví dụ mình đi đi mướn cái chỗ mà đẹp hơn, rộng rãi hơn, thì dĩ nhiên mình phải trả nhiều tiền hơn. Thì cái tiền phí đó có thể 2.000, có thể 3.000, cũng tùy theo khu vực mình lựa chọn. Thì cái văn phòng của Kaylin chọn ở đây á, là cũng khu vực trung bình thôi các bạn, chứ không phải là cái chỗ mà đẹp nhiều, đẹp như là sang trọng đó, các bạn biết không? Chị theo Kaylin nghĩ là cái chỗ mà sang trọng hay không, cái đó Kaylin không có cần thiết. Kaylin chỉ nghĩ là cái dịch vụ của mình, miễn là mình cho khách hàng một cái dịch vụ tốt, thì dù đi làm dở đi nữa họ cũng vẫn tới mình thôi. Cho nên khi mà mình làm một cái nghề nào đi nữa thì mình cũng cố gắng làm hết sức mình bỏ một cái tâm của mình vô trong đó. Thì Kaylin nghĩ là cái đó rất là quan trọng đó các bạn. Mình làm cái gì cũng vậy, thì người ta sẽ tôn trọng mình. Trước hết người ta tôn trọng mình, hai á, là mình người ta còn quý mình đó các bạn. Khi mà mình làm hết hết mình, tóm tắt lại làm hết mình, thì người ta sẽ quý mình hơn ha. Chứ mà mình làm mà mình chỉ vì tiền thôi á các bạn, thì cái đó là không có cách, không phải là cái cách mà Kaylin thích. Thì mình làm cái gì thì mình bỏ cái tâm và hết lòng vô trong cái việc làm của mình, thì mình sẽ vui hơn. Mỗi ngày mình đi làm mình cảm thấy nó thoải mái hơn đó các bạn. Đó. Thì đó, thì hôm nay Kaylin chỉ muốn chia sẻ sơ sơ về cuộc sống gia đình của mình, và thật sự không phải gia đình của mình, đây là việc làm của mình. Tại ông xã thì mình sẽ nói chuyện sau về việc làm của ảnh sau, trong tương lai ảnh sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ là mình chia sẻ về cái việc làm của mình ở bên Mỹ này thôi. Thì các bạn biết không, nếu mà các bạn muốn có tiền thì các bạn phải đầu tư cho các bạn trước. Tại vì mình phải bỏ tiền vô mình mới có cái việc làm mà nó có thể làm cho mình có tiền các bạn. Còn mình làm biếng thì xin lỗi nha, khỏi cần làm biếng thì khỏi làm gì hết, là ở nhà không có tiền ăn, ok đó. Còn bên này á thì ai cũng phải đi làm với các bạn, mình phải đi làm để cho hoạt động trong thân thể mình nó còn vui vẻ hơn, chứ mình ở nhà riết chán lắm, khi mình không chịu nổi. Mình phải đi làm, mình ở nhà mình chịu không nổi, mình không thích làm biếng, mình thích làm cái này làm cái kia. Làm một ngày của khi lên đó là không có ngày nào mà rảnh, không có ngày nào mà rảnh luôn các bạn. Ý là lúc nào cũng có việc làm, không làm cái này cũng kiếm cái khác làm, đó là việc làm của khi lên không có thể chịu. Cái thân của Kaylin nó không có thể chịu mà ngồi một chỗ mà kêu nằm nghỉ 5-10 phút, không có đâu nha, không có bao giờ. Kaylin rất là bận rộn. Kaylin sẽ kiếm việc làm, như là làm YouTube. Vì sao mà khi làm YouTube? Tại vì Kaylin còn một chút thời gian, như là 30 phút, 1 tiếng đồng hồ trong một ngày, có thể là dành dụm một cái thời gian đó để làm YouTube cho các bạn xem, thấy không? Cho nên là Kaylin rất là thích làm YouTube, làm video cho các bạn xem, quay phim cho các bạn chỗ này chỗ kia cho các bạn xem đó. Sẵn đi chơi sẵn quay cho các bạn xem luôn đó. Cho nên cảm ơn các bạn đã theo dõi gia đình của mình một thời gian qua, và chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Nếu mà các bạn chưa có subscribe channel của gia đình của mình thì giúp cho Kaylin đăng ký kênh, để lần sau Kaylin sẽ quay nhiều cái video khác cho các bạn xem nhớ. Ok rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt đẹp, và dịp khác Kaylin sẽ chia sẻ nhiều cái việc làm khác cho các bạn xem. Thì nhớ đi, nếu mà các bạn có định qua Mỹ ở á, học về full sum. Còn nếu mà các bạn á, nếu mà các bạn có giỏi hơn nữa thì nên đi dạy dạy về full sum thì rất là có tiền đó các bạn. Có nhiều người á, họ làm mấy ngàn đồng cho một người, họ chỉ tập cho họ làm sắc đẹp thôi đó. Đó, cho nên Kaylin trong tương lai thì Kaylin sẽ
cố gắng mình tới cái đoạn đó, nhưng mà tạm thời thì mình chưa có giỏi cho nên mình không dám làm. Rồi xin tạm biệt các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn các bạn ở video kế tiếp. Xin chào, bye bye.